lại với channel của Tiên. Yeah. Và hôm nay Tiên lại là một cái vlog nữa. Tại vì hôm qua Tiên có hỏi rất là nhiều các bạn trên Instagram, thì các bạn đã trả lời là chị ơi chị hãy vlog nữa đi, chị ơi em thích coi chị vlog lắm. Cho nên là thôi quyết định hôm nay lại là một cái vlog nữa, weekend. Thì tại vì hôm nay là một thứ bảy, thì hôm qua Tiên có đi làm về và hôm qua rất là mệt, hôm qua là trung thu nhưng mà cũng không đi đâu chơi hết, cũng chỉ ở nhà thôi. Tại vì dạo này năng suất làm việc mệt quá, không muốn đi ra đường luôn. Và hôm nay sẽ là một cái vlog. Thì cái vlog hôm nay sẽ khác hơn mọi ngày một xíu. Tiên sẽ đi ăn những cái chỗ mà Tiên thấy như là nó rất là ngon, nó không quá mắc tiền. Như là Tiên cảm thấy như là Tiên hay ăn ở Sài Gòn, thì Tiên sẽ chỉ chỗ cho các bạn xem là Tiên hay ăn gì nha. Bộ móng đẹp không? Đẹp không? Móng giả đó các bạn, nó sắp chóc rồi luôn rồi. Tiên đang test sản phẩm mới, thì đó, được làm trong công ty mỹ phẩm là được test sản phẩm mới rất nhiều. Thì theo các bạn biết thì tuần trước Tiên có bị dị ứng, thì lần này Tiên đã đỡ rất là nhiều rồi. Và cái sản phẩm mà Tiên hay sử dụng gần đây nhất đó chính là cái mặt nạ này. Tuần trước thì Tiên có recommend cho các bạn những cái mặt nạ của Dr. George, nhưng mà cái dòng này là Tiên vừa mới sử dụng gần đây là Madagascar của Apeel. Thì Tiên rất là thích. Một cái miếng này chỉ tầm khoảng 30 mấy ngàn thôi, rất là affordable, rất là tiện lợi cũng như là rất là rẻ. Thì Tiên mua cái sản phẩm này ở Beauty Box, Tiên sẽ link các bạn cho các bạn ở đây cho các bạn hiểu rõ thêm. Ok, bây giờ hôm nay thì Tiên sẽ có đi chung với một người nữa. Đây là một người em rất là thân với Tiên, và hôm nay hai mình sẽ đèo nhau đi ăn. Và mong Tiên các bạn sẽ enjoy cái vlog này của Tiên nha. Bây giờ thì Tiên đang trên đường đi ăn. Và hôm nay món ăn sẽ là... thôi Tiên được bật mí sau đi. Thì hôm nay Tiên có một người... hồi nãy Tiên có nói là hôm nay Tiên sẽ đi với lại một đứa em rất là thân đối với Tiên. Hello. Chắc các bạn đó, các bạn nào coi vlog đi Thái Lan thì cũng sẽ biết là Thiền đã có xuất hiện trong vlog đó rồi. Đây là một trợ lý đắc lực của Tiên trong tương lai. Ok, bây giờ thì sẽ đi đến chỗ ăn và tí nữa sẽ vlog cho các bạn hôm nay ăn gì nha. Cầm đúng 150 thì ăn, không biết đủ không? Mong là sẽ đủ, chắc đủ đó. Ok mọi người, mình đã đến chỗ ăn và bột chiên Đạt Thành. Tiên rất hay ăn chỗ này. Yeah. Yeah. Đây là ở Võ Văn Tần, số mấy Võ Văn Tần ta? 277 Võ Văn Tần. 277 Võ Văn Tần nha. Ok. Anh em. Ok. Em hay một gì? Dạ. Được rồi. Tiên nhớ là từ cái hồi mà Tiên học ba ở Sài Gòn đó, Tiên hay rất là đi ăn chỗ này với lại bạn. Sau khi mà lúc mà đi học và ông cho ông ghé ăn thì rất là ngon. Và rẻ nữa, nó giá cũng ok. Hồi xưa như mình dễ rẻ hơn bây giờ. Thưa dễ chỉ 15 ngàn. Ừ đúng rồi. Rồi đó, rồi đó, rồi đó. Cực kỳ rất là ngon luôn. Trời ơi, bột chiên khô đây rồi. Bon appetit. Yeah. Thì Tiên vừa mới ăn một chiên xong và bây giờ Tiên sẽ đến một cái chỗ ăn dessert mà Tiên rất là thường hay ăn. Nó rất là ngon, thật sự rất ngon. Chị Tiên làm chủ cho dessert luôn. Không. Cả thế giới luôn. Đừng tin nha, trời ơi, bây giờ ai cũng hỏi, tự nhiên ai cũng thấy cái shop nào xong rồi tự nhiên comment lên Tiên hỏi là shop này của chị hả? Đúng rồi, của chị hết mà, chị nói sao vậy chị? Ok, hãy theo chân Tiên đi ăn kem nha. Hello. Hello. Hiện tại thì Tiên đang ở lại là Kashimaya. Nhưng mà hôm nay sẽ đi ăn cái loại kem này. Là cái kem mà Tiên ăn rất là nhiều. Đó là cái kem Hokkaido. Chỉ với giá nhiêu, 29 ngàn? 35 ngàn thôi. Rất ngon. Đừng miếng kẹo các bạn. Hãy đi theo Tiên. Xin giới thiệu. Đây.
là món mà Tiên thích ăn rất nhiều. Tại vì nó rất là ngon. Nó hơi béo nhưng mà Tiên thì Tiên không sợ béo cho nên là cái này. Trời ơi ngon quá mấy bạn ơi. Hôm nay Tiên sẽ ăn cái này là chân trâu đường đen, chân trâu. Kem phô mai chân trâu. Kem phô mai chân trâu với lại cái này là kem cheese bình thường. Yeah. Là ăn được các bạn. Hôm nay chưa đi tập gym nữa. Rồi sáng giờ toàn ăn bột không chứ. Toàn ăn bột rồi giờ còn một em sữa. Trong lúc mà đi ăn, giữa lúc mà đang no thì Tiên sẽ phải đi làm việc. Thì hôm nay sẽ là một ngày thứ bảy. Ở thứ bảy đó làm việc. Và Tiên sẽ rất là nhiều bạn hỏi Tiên quay store cận cảnh hơn. Thì hôm nay Tiên sẽ giới thiệu cận cảnh hơn và video box cho các bạn ha. Đây nó sẽ là quầy mát. Hiện tại thì bên Tiên đang có chương trình là mua 5 tặng 5. Tất cả 5 cái loại này của Kim 79 à, sẽ mua 5 cái này. 5 cái này. Đó. Đó là quầy Hinh Khe là dưỡng tay. Có rất là nhiều cái như là Healing Bird, Tapio, rồi 3W Clinic, W Dress Room. Đây là quầy nail, có rất là nhiều màu nail. Đây, bên này. Đó. Đây là sẽ là kim khe. Có rất là nhiều hãng nổi tiếng như là sẽ lại là đi ăn tiếp. Và đi ăn một chỗ Tiên cũng rất là thích một cái món này, nó ở Sài Gòn luôn, đó chính là bánh canh cua. Này ở đâu vậy Thiện? Bánh canh cua Úc là ở Tuyến Thành. Tuyến Thành, ok.
và sẽ đi xem là Tiên thì Tiên chưa bao giờ ăn chỗ này. Tiên hay ăn ở chỗ Tiên hay gọi Grab đó, quên mất tiêu tên rồi. Nhưng mà hôm nay thì Thiện dẫn đi chỗ này nên là sẽ ăn thử xem rồi review cho các bạn. Tiên đã tới chỗ ăn bánh canh cua rồi. Thì chỗ này nó là quán Úc Lạ đúng không? Mấy? 204 Tô Văn Thành. Ăn một cái giờ rất là khoái ăn, mấy giờ chiều vậy? 4 giờ chiều. Nãy giờ ăn hơi nhiều nha các bạn. Ăn từ lúc sáng ăn một chiếc ăn kem, bây giờ tới ăn bánh canh. Vẫn chưa hết cái quá trình ăn uống các bạn nè. Còn từ giờ tới tối nữa chờ xem. Cảm ơn. Trời ơi, ngon quá mọi người ơi. Ok rồi, thì vừa ăn bánh canh cua xong, bây giờ mình sẽ đi tới một chỗ và cũng là Thiện recommend cho Tiên luôn, là một quán cà phê rất là đẹp, rất là hot hiện giờ mà rất là nhiều các bạn trẻ đang sống ảo check in. Thì hôm nay Tiên cũng sẽ sống ảo check in. Nếu Tiên thấy đẹp quá Tiên sẽ mua luôn. Trời ơi, bắt đầu giống Shein rồi nha, không được nha. Cái chuyện này hiển nhiên mà tí nữa cũng có đi ăn với Shein nữa đấy mọi người, cho nên là mọi người hãy đón chờ nha. Quán cà phê mà Tiên đã sẽ uống hôm nay là Vagabond, và đây là chỗ check in rất là nổi tiếng. Tiên đã về tới nhà rồi và ngồi từ nãy tới giờ kiếm đồ ăn nhưng không hề có. Đây vẫn là công cuộc kiếm Grab, tại vì nó mưa quá, mà mưa ở ngoài đường nhà Tiên nó ngập hết luôn, xe máy là phải dắt bộ, xe hơi là ngập nửa cái bánh xe luôn, trời ơi. Cho nên là bây giờ đang gọi đồ ăn tới, Shane cũng vừa mới tới luôn, cho nên là lúc đầu định nấu ăn nhưng mà bây giờ không biết là nhà có già không. Nếu mà thật sự không gọi gì được tới nữa thì chắc chắn là Tiên là phải nấu ăn rồi đó. Tiên nấu mì gói nha mọi người. Tiên không có nói gì khác được ngoài mì gói đâu nha mọi người. Dạ, sai rồi, em sai rồi, chỉ là đầu bếp chuyên nghiệp. Mọi người hãy đợi xem em nói có đúng hay không. Ủa mặc đồ gì vậy ba? Gì vậy? Oh my god, nhưng mà bây giờ không gọi được đồ ăn rồi. Tại vì mưa quá, ông mặc cái gì vậy? Ok luôn. Rồi xong. Rồi xong. 7 hours later. Đồ ăn đã tới rồi mọi người ơi. Cái này là mì đen nè, khoai tây. Cái này là gì vậy? Gà đúng không? Gà mật ong. Hôm nay mình ăn gà xèo. Hi. Hi. Có ăn quá không dạ? Ok, vừa mới ăn uống xong và bây giờ Tiên sẽ đắp mặt nạ cùng với một người cũng không thân lắm, nhưng mà hôm nay đòi ngủ lại. Ủa, hello mọi người, xin chào tất cả các bạn. Giọng bị gì? Giọng đâu có bị khi gì đâu. Mọi người thấy Shane xinh không? Nhìn là muốn sợ luôn. Các bạn ơi, các bạn muốn đẹp được như tụi mình thì tới video box xuống mặt nạ đắp nha. Yeah. Yeah. Ok, nhân viên sorry các bạn, lại là một kết thúc vlog trong tình trạng không được
đẹp đẽ lắm, nhưng mà tình trạng hơi sợ. Nhưng mà cảm ơn các bạn đã xem hết video lần này. Nhớ like, subscribe channel của Tiên cũng như là Shane. Yeah. Mình follow và subscribe Shane nha. Bây giờ Tiên và Shane đắp mặt nạ xong rồi tụi mình sẽ đi làm thôi. Bye bye mọi người. Bye bye. Good night.